Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái phụ tùng không thể thiếu dành cho con máy mài GE5010 nha các bạn. Thì như các bạn đã thấy thì các bạn đang sử dụng những con máy mài hoặc là của Makita thì cũng đều đang sử dụng. Và con máy mài GE5010 thì rất là được nhiều khách hàng tin dùng và sử dụng rất là nhiều. Thì cũng có hỏi mình là nơi bán phụ tùng ở đâu, thì ở bên công ty mình cũng có bán phụ tùng nha các bạn. Đặc biệt thì con cái xe to GE5010 này khá là chất lượng. Thì con máy GE5010 là con máy mà sử dụng hình kính đá một tấc của Makita nha các bạn. Nếu các bạn nào chưa biết thì đây là cái phụ tùng không thể thiếu dành cho con máy mài GE5010 Makita. Với con máy mà với cái xe to này, như các bạn thấy rất là chất lượng, và đây là xe to chính hãng của Makita luôn nha các bạn. Với mã sản phẩm của xe to này là 815768 nha các bạn. Thì được in trên cái phế từ. Đây, nhìn các bạn có thể nhìn bộ phận phế từ thì rất là bóng, và được sơn cái lớp keo nha các bạn. Sơn phủ cái lớp keo toàn bộ cái phế từ luôn. Đây, giúp chúng ta giảm điện bên ngoài. Đây, keo cách điện ở bên ngoài nha các bạn. Với bên cạnh đó là cái bộ phận lõi dây đồng thì được thiết kế và quấn và sơn luôn nha các bạn. Vừa quấn keo và vừa sơn cái lớp keo cách điện rất là an toàn. Chỉ có hàng hãng mới làm được những cái thứ này nha các bạn. Còn nếu các bạn đang sử dụng những cái hàng mà Trung Quốc nha các bạn, những cái xe to Trung Quốc đó, các bạn có nhìn thấy cái phần bộ phận phế tư của nó rất là dởm, và cái lớp cách điện, cái cách điện nó không có an toàn. Với lại là cái bộ phận lõi dây đồng này thì cái đồ Trung Quốc thì nó rất là dường như là nó không có được đủ an toàn cho mình đang sử dụng nha các bạn. Đấy, thì đây là cái phụ tùng chính hãng, như các bạn thấy rất là tuyệt vời và rất là an toàn. Bên cạnh đó là cái bộ phận 4 sợi dây điện, 2 sợi dây nguồn và 2 sợi dây nối về công tắc nha các bạn. Đó, thì cái xe to khá là chất lượng. Bên trong thì lõi dây đồng này thì được làm đồng nguyên khối của Makita nha các bạn. Thì đôi khi các bạn nếu đang sử dụng những con máy mài chính hãng, hãy sử dụng và tìm mua những cái phụ tùng chính hãng để sử dụng con máy đạt hiệu quả cao và tuổi thọ máy được bền hơn nha các bạn. Nếu các bạn sử dụng những cái phụ tùng không được chính hãng thì nó sẽ gây ra chúng ta sự việc là bị cháy nổ và rất là nguy hiểm. Thì mình cũng vừa review sơ và cho các bạn thấy một cái phụ tùng xe to của con máy mài GE5010 của Makita. Nếu các bạn thắc mắc hoặc muốn tư vấn thêm về cái phụ tùng này thì hãy liên hệ tới số điện thoại, truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay, hãy để lại một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm.